Ban chỉ huy quân sự các huyện Gia Viễn, Hoa Lư và thành phố Ninh Bình vừa tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ năm 2024. Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh dự chỉ đạo diễn tập tại Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Viễn cuộc diễn tập với đề mục lực lượng vũ trang các huyện thành phố thực hiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ được chia làm ba giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ trên bản đồ quá trình diễn tập trên từng vai diễn, chỉ huy và khung tập nắm chắc trình tự, nguyên tắc tác chiến, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ huy đơn vị đề ra các biện pháp chỉ đạo, điều hành xử trí kịp thời, sát với đối tượng tác chiến và tình hình thực tế chiến đấu. Điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, tổ chức hiệp đồng tác chiến đảm bảo chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống đối với các đồng chí chủ trì nắm chắc nội dung trình tự có phương pháp diễn đạt tốt duy trì điều hành từng cuộc họp vấn đề huấn luyện thể hiện rõ được vai trò của người chỉ huy tiến hành các biện pháp chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sát với tình hình thực tiễn của đơn vị thông qua diễn tập nhằm củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ huy điều hành và vai trò tham mưu hiệp đồng của các cơ quan đơn vị đồng thời bổ sung hoàn thiện các văn kiện tác chiến và rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho nghiên cứu tiếp tục cụ thể hóa đường lối quân sự của đảng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự và giải quyết các tình huống cụ thể ở địa phương